các thành viên của chúng tôi rất nhanh chóng đã di chuyển xuống và dùng mỹ nam kế để kéo được những cô gái lên đây. Và tôi tin rằng với những cái vẻ ngoài đẹp trai phong độ như này thì các anh sẽ tham dự vào top phần thi của mình. Bởi vì bây giờ, ngay bây giờ đây, các thành viên của chúng ta sẽ được tham dự vào một phần thi mang tên là chăn nuôi thú cưng. Đó, và bây giờ chúng tôi hãy cùng tham gia phỏng vấn các thành viên nam của chúng ta. Ở nhà không biết rằng là các anh có nuôi con vật, con pet, con thú cưng gì không ạ? Mình nuôi mèo. Anh rất yêu thích mèo đúng không ạ? Và đây chính là cô mèo đáng yêu của anh đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì anh có nuôi con vật gì ở nhà ạ? Con bia. Con gì cơ? Con bia. Con bia. Theo như tiếng Anh thì là con gấu đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Và con gấu của anh em đây có đi cùng không ạ? Không, hơi tiếc một chút. Anh có nuôi con gì không ạ? Mickey, chuột. Mickey, chuột đúng không ạ? Và đây chắc chắn là câu chuột của anh rồi đúng không ạ? Cũng không phải vì là ngày hôm nay không có ai mang theo hàng sách tay hay file đi kèm đi cùng đúng không ạ? Vậy thì yên tâm rồi, trò chơi này chúng tôi chỉ lo rằng ở bên dưới có người sẵn sàng cầm dao, cầm gạch, cầm đá, cầm giày, cầm dép phi lên sân khấu thôi. Đó, nhưng không sao cả, nếu đã không mang file đi kèm đi thì rất tuyệt vời. Và xin mời các thành viên nam của chúng ta hãy xếp thành một hàng ngang giúp chúng tôi ở đây. Đó, một hàng ngang xin mời các thành viên nam. Đó, xin mời anh. Xin mời anh. Các thành viên nữ sẽ đứng đối diện các thành viên nam của mình. Xin mời. Vâng, xin mời các chị hãy đứng lùi lại ghế sau hai bước và đứng gần các thành viên nam của chúng tôi quá. Và xin mời hỗ trợ viên sẽ di chuyển lên sân khấu gửi cho những người chơi. Đó chính là những dụng cụ tham dự vào phần thi này. Vâng, và ba anh trai của chúng ta sẽ nhận được đó chính là ba vỏ chai bia. Các chị gái sẽ nhận được đó chính là những chiếc khẩu trang. Và dụng cụ của chúng tôi vẫn còn một số thứ nữa. Thưa các anh, những chiếc vỏ chai của các anh cầm trên tay cùng màu sắc, cùng kích thước lẫn nhau, nên các anh ngày hôm nay sẽ không ai phải ghen tị lẫn ai. Đó chính là những con thú của mình, ai to hơn, ai nhỏ hơn, và màu sắc khác nhau, tất cả đều giống nhau, không ai ghen tị nhà ai phải không ạ? Và chúng ta sẽ cùng đến với phần chăn nuôi thú cưng. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay chúng ta không nuôi gấu, không nuôi chuột, chúng ta sẽ chăn nuôi một con vật rất đặc biệt với tiếng kêu lánh lót, đó chính là con chim, chính xác. Và bây giờ trên tay của các anh đó chính là những con chim của các anh. Nhiệm vụ rất đơn giản, người chơi của chúng ta, đặc biệt là các cô gái đối tác chơi, sẽ phải cho những con chim này ăn thật nhiều hạt ăn. Và hạt ăn đã được để ngay bên dưới khu vực chân của các chim. Nhiệm vụ rất đơn giản, cầm hạt ăn, di chuyển lên đây, bỏ vào miệng những con chim. Đó, nhưng không gì chúng tôi lại phát cho chị nhà mình những chiếc khẩu trang. Các chị nhà mình sẽ có nhiệm vụ đó chính là đeo chiếc khẩu trang này lên vị trí mắt của mình. Sau đó cúi xuống nhặt hạt, di chuyển lên, bỏ vào chiếc mồm của những con chim này. Rất dễ, đúng không ạ? Rất dễ. Anh chị nhà mình có tự tin làm được không ạ? Tự tin không ạ? Tự tin đúng không ạ? Vậy thì xin mời các anh bây giờ không thể để chim mà lông nhông như thế này được. Xin mời để chim vào đúng vị trí lồng của mình, đó chính là kẹp ở giữa các bạn tình yêu, dưới thắt lưng 20cm, chính xác. Xin mời. Ở đâu là ngã ba anh? Ở đâu là ngã ba? Ở đây không phải ngã ba rồi, chính xác. Chính xác. Anh ngẩng cao cái đầu lên, chưa chơi mà xìu vậy ai chơi? Đó, cao lên một chút ạ. Cao lên một chút. Cao lên một chút. Cao lên một chút. Cao lên một chút anh ơi. Ok. Hỗ trợ viên hãy đứng bên ngoài để tránh tình trạng là người chơi của chúng ta và chật chân rơi xuống bên dưới. Và xin mời ba người chơi nữ của chúng ta hãy đeo khẩu trang này lên vị trí mắt của mình. Lưu ý, chúng tôi chỉ có 3 phút để những người chơi nữ này hoàn thiện phần thi của mình. Mỗi lần di chuyển lên chỉ được nhặt duy nhất một hạt. Mỗi lần di chuyển lên chỉ được nhặt duy nhất một hạt. Cúi xuống thật nhanh, nhặt hạt, di chuyển lên, bỏ vào miệng chim. Các anh chỉ có nhiệm vụ để hai tay sau lưng và nhắc nhở đối phương của mình bỏ vào miệng ở chỗ nào, lên, xuống, trái, phải, đúng không ạ? Chỉ có nhiệm vụ dùng lời nói để cổ vũ cho những người chơi thôi. Các chị đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ, kéo này xuống một tí ạ. Vâng, kéo xuống một tí, không chơi bất kỳ một phần ăn gian nào cả. Ok, tất cả người chơi đã sẵn sàng, âm nhạc cũng sẵn sàng. Vậy thì 3, 2, 1, xin mời. Một hạt thôi. Chỉ một hạt duy nhất. Vâng ạ, chọn đúng vị trí chim của mình để nhét vào. Rất tuyệt vời. Các cô gái của chúng tôi rất điêu luyện. Mặc dù không nhìn được nhưng liên tục đưa vào mồm những chú chim của chúng ta những chiếc hạt.
sẽ mắc một phải sai lầm rất lớn. Đó chính là mang thức ăn của mình sang chim nhà hàng xóm, và đặc biệt hơn nữa, mang thức ăn của hàng xóm về chim nhà mình. Một hạt thôi, chỉ được duy nhất một hạt thôi. Bỏ hết xuống. Duy nhất một hạt thôi, ok, một hạt. Vâng, hai chị ơi, đấy chính là người chơi của mình. Đừng có tóm váy của nhau làm gì, hãy cầm hạt mang lên cho người chơi. Mang lên cho các anh. Lưu ý vì hai con chim anh và con chim em rất gần vị trí của nhau. Đừng có nhầm đưa vào con chim anh, con chim em đang rất đói. Tôi đang thấy một số thành viên mà tay thì bóc cổ chim lè lưỡi, một tay thì nhét liên tục hạt vào mồm không cho ăn. Cố lên, thời gian đã được một nửa rồi. Vâng, hãy nhét thật chuẩn xác, hãy nhét thật chuẩn xác. Vâng, hãy lùi lại phía sau bởi vì có thể hạt nó ở phía sau cơ. Lùi lại. Này cô gái mặc áo caro kia, hãy lùi lại 20 phân nữa thôi. Lùi lại một chút. Càng bảo lùi lại càng tiến. Cố lên. Thời gian đã trôi được 2/3 rồi. Các chị gái hãy nhanh nữa đi. Các trai ơi, hãy giúp các chị gái như mình bằng cách dùng miệng. Dùng miệng để nhắc các chị gái tiến lên, lùi xuống và hầm. Các con chim của chúng tôi đang liên tục đưa mỏ ra để ướp hạt. Nhưng chưa thấy một hạt nào đưa vào cả. Những chú chim này đang kêu rất thảm thiết. Bỏ hạt xuống cho chúng tôi sẽ trừ những hạt nào nhiều quá. Và mỗi một hạt bán ra chúng tôi sẽ trừ đi gấp đôi. Chính xác rồi. Một lần cuối chúng tôi nhắc nhở, nếu còn ăn gian số hạt chúng tôi sẽ trừ gấp đôi. Vâng, xin mời các anh nhà mình hạ chim xuống bên dưới ạ. Tôi nghĩ rằng lồng của các anh bây giờ không đủ để nuôi những cái con chim vô cùng to lớn này rồi. Bây giờ xin mời hạ những chú chim xuống. Ok. Lưu ý giúp chúng tôi, chú chim này theo như chúng tôi đang nhìn thấy đang gian lận tổng cộng là 6 hạt. Lát nữa đếm được bao nhiêu hạt giúp chúng tôi trừ đi 6 hạt. Xin mời hỗ trợ viên của Lương Thịnh, của Lương Gia chơi mùa ạ. Vâng, xin mời hỗ trợ viên. Và xin mời các anh hãy đứng về với cả những đối tác chơi của mình. Hãy đứng về vị trí đối tác chơi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần thi mang tên là đặt tên chim. Và những chú chim của chúng ta đều có cái ngoại hình, có cái đặc điểm bên ngoài, đúng không ạ? Chính vì vậy bây giờ chúng ta sẽ đặt tên những chú chim này theo hình dáng đặc điểm bên ngoài. Ví dụ như chú chim đầu tiên. Vâng, chú chim này thì có rất là nhiều những cái hoa lá. Vâng, chú chim này chúng tôi sẽ đặt tên là chú chim lòe lòe. Vâng, chú chim lòe lòe đứng ở vị trí đầu tiên. Vị trí chú chim thứ hai, vâng, ngực tấn công, mông phòng thủ. Chú chim này sẽ tên là chú chim lực lưỡng. Chú chim cuối cùng, chú chim này thì vâng, mông tóc đít hóc. Vâng, mông tóc đít hóc mồ hôi dầu. Chúng tôi sẽ gọi chú chim này là chú chim lửng lơ. Vâng, chú chim lửng lơ.